Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Topen, tôi xin thay mặt cho Ficon xin chúc cho Topen phát triển mạnh mẽ, chúc cho chuyên gia Lâm Văn Sơn ngày càng nhiều năng lượng để mang nhiều kiến thức quản trị đến cho các tập đoàn doanh nghiệp của Việt Nam. Xin cảm ơn.